Happy Friday mọi người, xin chào mọi người quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong là cuộc sống Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đủ hiểu rồi đó, rất là hài hước cũng như là rất là tranh cãi luôn Tại vì căn bản những chủ đề mình nói nó rất là nóng Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết thông tin mới nhất về gói cứu trợ cũng như là tình hình xã hội Mỹ cũng như là thế má Ủa tại sao một cái video mà nói về ba bốn vấn đề vậy? Tại vì những thứ đó nó liên quan tới nhau hết thì hôm qua hôm kia là mọi người thấy là như mình đã nói trong những video trước rồi đó thì chính quyền của ông biden hay chính xác là ông biden đọc bài diễn văn đại khái là gì ông kêu gọi là quốc hội mỹ hãy dừng bế tắc hãy dừng đấu đá nhau nhưng mà chủ yếu là ông kêu bên cái phe đảng dân chủ có trả thôi tại vì hiện giờ đảng chủ họ mới đấu đá với nhau chứ đảng công hòa họ đâu đâu có tiếng nói của mẹ gì đâu mà cần phải đấu đá đúng không mà <laughs> thấy mắc cười không Ừ, đại khai ông nói giống như là ông đang Đại khái là ông nói cho người dân Mỹ chúng ta giống như là ông, à, ông đang cố gắng hết sức Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức Vậy đó Nhưng mà thật ca là cái lỗi của con trả đó Tại cái lỗi lớn nhất của ông là gì Là ông tổng thống là ông phải có lỗi thôi Đơn giản như vậy đó cái Tổng thống tức là ông phải nhận hết lỗi Cũng giống như là tự tự nếu mà kinh tế nó lên Thì ông là người đánh công đúng không Thì kinh tế nó xuống hay giặt giá nó lên Hay cái giống gì đó là ông phải ăn cho hết That's it Tại sao chúng ta là người Mỹ chúng ta có cái quyền mà bắt buộc tổng thống phải nhận lỗi. Ok, bắt buộc cái ông tổng thống Biden đó phải nhận lỗi, tiếng bố mạnh gì đó. Đó là lỗi của con chả, không có nói nhiều. Ok. Thì như mình đã nói trong cái những cái video trước rồi đó. Ông đã xuống như, mới đầu là như cái gói của chợ 3.500 tỷ ha không? Hiển nhiên nó nó đâu có đưa, được giữ nguyên cái con số đó không, cái hai bên dần co cái ông bay là ông giống như là ông đứng ở giữa ông ông đưa ông đề nghị là thôi có 2.000 tỷ được rồi, 2.000 tỷ được rồi, mấy anh chị ơi 2.000 tỷ là bên nó tiền với, có chồng hơn ở giá, cái dĩ như là cũng không được nữa, tại như mình đã nói trong những video trước rồi. Ông Joe Manchin thượng nghị sĩ của bang West Virginia, ông đó mà ông ra ông ông chỉ muốn là gì, không quá 1.500 tỷ, ông, ông đó cũng nên tuyên bố mạnh vậy nè. Bây giờ là 1.500 tỷ ok Không có nói nhiều Bây giờ một là 1.500 tỷ Là tối đa còn không là không có ai có đồng nào hết Chơi chơi à Thì sau một thời gian dần coi nữa Thì như mọi người đã thấy rồi đó Chính quyền không Biden đền đề xuất mới xuống giá còn có 1 chục tỷ Nhưng mà sắp tới đây Khi mà hiện giờ này Ông Biden ông đang đi họp hội họ nghị thượng đỉnh về môi trường khí hậu Cũng như là Chi uh, G20 tức là 20 uh, nền kinh tế lớn nhất thế giới ở bên châu đúng không? Khi mà ông quay cho vậy thế nào cũng xuống giá nè. Tại vì cái con số là gì? 1.500 tỷ maximum tối đa không có thêm bớt gì ở đây hết á. Chiều chiều thôi. Tại vì nhưng, nhưng mà nó nói trong đầu video rồi. Tốt nhất là chính quyền con bê định với đảng chủ họ phải ra một cái gói cứu trợ gì đó. Phải không? nếu như không là họ sẽ ăn hết và coi như là họ sẽ thua cử mà sắp tới đây là có vài cuộc uh, uh, tranh cử ở các bang như là gì bang new jersey bang uh, virginia đồ này kia nè ha bầu cử uh, thống đốc nè ha rồi qua năm sau midterm election là cái nơi mà quyết định coi ai sẽ bên đảng dân chủ hay đảng cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát trong quốc hội mỹ là coi như là Đảng chủ mà họ không có cái gói cứu trợ nào để họ gọi là lấy lòng người dân Mỹ hay là coi như họ sang hết luôn, ok? Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Cái chuyện mình nói nó còn kinh điển hơn nữa. Đó là cái chuyện mà thế má. Tại vì cái gói cứu trợ như mình đã nói rồi chắc chắn là đảng chủ bằng một cách nào đó. Họ sẽ ra được một cái gói cứu trợ. không à, nó không cho dù nó diễn như nó không thấy nhiều quá nhưng mà chắc chắn nó phải dưới uh, 1.500 tỷ đổ xuống đúng không? Cái này là một khi mà con đạt được con số 1.500 tỷ là thấy nó có cửa rồi đó thì ai sẽ là người trả cái số tiền đó Dĩ nhiên là hổng gài mọi người thấy bao nhiêu cái đề sức thế nào Là billionaire tax, rồi à, à, đóng thế nhà giàu, rồi tăng thế doanh nghiệp, cái giống gì đó Nhưng mà dĩ nhiên là những điều mình cho mọi người biết từ trước tới giờ là gì Thế doanh nghiệp, tức là thế doanh nghiệp là bà Kristen Sinema với ông Joe Manchin không đồng ý à, ha Thêm cái thế tàu lao mà hôm bữa mình nói cái thế mà rồi đúng đúng thấy tỷ phú đó cái unrealized capital gain đó à, cái đó là cái thế mà mình nói là tàu lao mới lao nhất ở trong cái lịch sử nhân loại luôn á không biết là hàng khốn nạn nào mà nó đưa ra cái đề xuất đó nữa mặc dù mình không có uh, là cái cái lẻ tẻ gì của tỷ phú đó, đó nhưng mà cái gì mình nghe thôi mình thấy nó tàu lao rồi đó Đấy không cái như là cái đề xuất mà building tax đó, đó là nó đề xuất như vậy nè đóng thế uh, tỷ phú nào mà có tài sản trên 1 tỷ đô đóng đóng thế đóng thế lợi tức đó nha không à, hoặc là doanh thu trên 100 triệu đô một năm mà liên tục 3 năm tức là nói cách khác có nghĩa gì Thí dụ một tỷ phú nào đó đi à, mà tài sản uh, năm 2021 này là một tỷ đô đi cái qua năm sau cái lên tỷ gửi đô hay là 2 tỷ đô tại vì uh, tài sản của họ chúng chúng đất hay chúng bất động sản hay chúng uh, Uh, một cái ngành công nghệ nào đó hay là chúng cổ phiếu gì không cần biết họ tăng kiểu ra đi thì đã theo cái lực hiện giờ nha đây là họ không bị đóng thế gì hết tại vì uh, nếu mà họ chưa bán cổ phiếu thì họ đâu có bị đóng thế nhưng mà theo cái đề sức mà tàu lao mới lao nó gọi là billionaire tax đó là họ sẽ bị đóng thế trên cái phần mà tăng trưởng đó đó tức là đóng thế trên cái phần tăng trưởng 1 tỷ đô theo cái thí dụ của mình à mọi người thấy không cần phải bán gì hết chỉ cần À, cổ phiếu của anh tăng tức là tài sản của anh tăng tức là anh sẽ bị đóng thuế theo cái đề xuất mía lao đó, đó. À, tàu lao mỹ lao đó chứ nhưng mà dĩ nhiên à, hoặc là nếu mà mình thí dụ một cách đơn giản nữa thí dụ mọi người theo cái đề xuất mà tàu lao mỹ lao nó gọi là building in tax đi thí dụ mọi cô chú anh chị năm năm 2020 mọi người mua căn nhà 300 ngàn đô ba căn nhà ngàn đô trên toàn nước Mỹ là một căn nhà khá là ngon lành mình đảm bảo bất cứ nơi nào luôn Tao à, đừng có nói là kali hay gì đây hết Chúng ta khi mà nói, cái này ra để cho mình đi ngoài lề một chút Khi mà chúng ta nói chuyện mua nhà ở Cali hay nhà ở New York hay nhà ở đâu đó Mà mọi người cho là mắc á Thì mọi người phải hỏi cái đề ok Anh chị mua nhà ở Cali nhưng mà ở chỗ nào ở Cali Nếu mà ra thành phố mua á thì mình không nói đi hay là ở khu trường học tốt mình không nói đi nhưng mà mấy cái khu tàu lao mía lao nó cách thành phố ba bốn tiếng đồng hồ là đừng có nói là nó mắc nha ok <laughs> à, hay là mua nhà ở New York thì nếu mà mua nhà ở downtown Manhattan tức là downtown của New York City đi mình không nói đi còn mua nhà Mimi ở trên Brooklyn hay Mimi ở mấy cái thành phố khác như là Westchester hay Albany rồi đi thì nó cũng giá bình thường à, à hay là Cali mà lên cái mấy cái khu vực thành phố nhỏ bé đồ á à, Fresno gì nè ừ đúng rồi Fresno hay gì này kia thì nó cũng ba bốn trăm ngàn căn à nó rất là bình thường không? nhưng mà bình thường người ta không có dùng người ta không có hiểu địa lý thành ra khi mà người ta nói là người ta nói ô kali mọi người có, có nhiều người họ không biết kali nó còn bự hơn là cái nước việt nam nữa cái diện tích của kali nó lớn hơn diện tích của nước việt nam mà người ta nói kali giống như là một cái thành phố vậy đó mọi người thấy nghe cái đó là mà thấy nó hay là nó ngứa lỗ tai vậy thiệt chứ nhưng mà bà ơi sorry mọi người nãy giờ mình đi ngoài lề bây giờ mình quay quay trở vô vô lên đi thì cái thí dụ của mình hồi nãy là cái nhà nếu mà mọi người theo cái đề xuất mà Billionaire Tax đó nha Mình làm thêm cái thí dụ luôn đó Nếu mà mọi người mua cái nhà có 300.000 đô vào năm 2020 này đi Cái qua năm 2021 diễn nhiên là gì Cái nhà đó nó phải tăng lên cả 400.000 Cái đó là cái chuyện bình thường rồi Thì theo cái đề xuất mà tào lao mới lao Billionaire Tax đó Thì á Mọi người sẽ phải đóng trên 100.000 đô Uh, từ 300 trăm ngàn lên 400 trăm ngàn tức là cái tiền mà nó tăng trưởng của căn nhà đó đó, hả không cần phải bán buôn gì đó thay vì phải chờ bán nhà hay gì đó, thì chính phủ mới đóng thế đúng không? Còn này khỏi theo cái đề xuất Billionary tax đó là không cần phải bán gì hết. chỉ cần nhà lên cổ phiếu lên tài sản nó tăng anh sẽ bị đóng thế à, đù mọi người thấy chị chửi tôi nói là vừa đúng không? Chửi tôi nói là quá là nhẹ nhàng luôn rồi đó, à, nhưng mà dĩ nhiên cái đó điều đó nó cũng không xảy ra nữa tại vì sao không có ai đồng đồng ý trong đảng dân chủ cũng có nhiều ông nhiều bà bao gồm cái ông Joe Manchin với bà Christine Sinema đồ ừ, người ta phản đối nữa à, cái đó là cái đề xuất mà tào lao cái đề xuất mà nó phải gọi là một cái đề xuất khốn nạn nào đó chứ không phải là đề xuất rồi mọi người nghe mình phải dùng những cái lời lẽ nó nó không được chứng minh lắm thì bây giờ á nhưng mà nó nói rồi Cái gói cứu trợ mấy ngàn tỷ đô đó Phải có ai đó đóng thế để mà chi nó Thì cái gì Cái gói mấy ngàn tỷ đô đó mọi người hình dung là Cái cái nguồn chi tiêu của chính phủ Mỹ Họ họ sắp chi đúng không Thì để mà có tiền mà chi ra kiểu đó Tức là phải có cái tiền vô Giống như là mọi người muốn chi tiêu một cái gì đó Là mọi người phải đi làm Mọi người mới có tiền để mà trả góp trả nợ đúng không Nếu không làm sao mà chi được Thì nó trang như vậy đó Chính phủ Mỹ họ có thể chi mấy ngàn tỷ đô Vấn đề là gì họ cũng phải cần để thâu vô cái nguồn thu của chính phủ phải thâu vô mấy ngàn tỷ đô nữa để mà họ đắp vô thì hiện giờ á thì ở đâu ra mà tự nhiên có thêm mấy ngàn tỷ đô Yes, dĩ nhiên người mỹ chúng ta không phải người mỹ uh, uh, thì tức là mình với mọi người cũng như là mấy trăm triệu người dân mỹ đó là gọi là người mỹ chúng ta đó Đấy không thì bây giờ là, là gì cái uh, tăng thế doanh nghiệp thì không được rồi bị bà uh, phản đối rồi tăng thế Billionaire khác tax cũng không được nữa thì bây giờ lại có một cái đề xuất mới cái đề xuất này là ông do ông Joe Manchin mà Joe Manchin á, là một người bây giờ là tiếng nói mà coi như vô cùng mạnh ở trong đảng dân chủ ông 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 nói gì nào ông nói là kể như là ông không ủng hộ mấy cái loại thế kia nhưng mà ông ủng hộ là tăng thế à, ông, ông ủng hộ là mỗi một người dân Mỹ đóng thế tiêu chuẩn là 15% một người thì nếu mà mọi người chưa có hình dung ra được 15 phần trăm thì bình thường nếu mà cô chú anh chị nào mà đi làm mà cỡ hai chục đô một giờ đó nha mà mọi người không có không có nhiều tài sản không đại khái là không có nhiều cái gì để mà có thể khấu trừ không có nhiều cái deduction á thì sau khi mà mọi người trừ cái standard deduction ra thì mọi người sẽ đóng mức thế vào khoảng cỡ 12 13 phần trăm gì đó Tới là nó cũng vào mức đó thì mọi người có thể hình dung được rồi đó tức là theo cái đề xuất của ông Joe Manchin hiện giờ thì à, mỗi một người Mỹ nào mà đi làm thì à, nên đóng một mức thuế 15% đó không phải là nên mà là theo cái cái ý của ông Joe Manchin là ông sẽ ủng hộ nếu mà chính phủ Mỹ ra một cái dự lực bắt mỗi một người dân Mỹ phải đóng thuế tiêu chuẩn là từ 15% trở lên. À, dĩ nhiên nếu mọi người làm lương thấp quá thì mọi người không cần phải đóng nhưng mà nhiều quá thì mọi người sẽ đóng nhiều nhưng mà ít nhất là phải đóng từ 15% trở lên để mà bù chi cho cái gói cứu trợ cứu <laughs> siêu to khổng lồ mà sắp được thông qua đây. Không? Thì mà dĩ nhiên với cái tình huống thời bây giờ á. Thì những gì mà anh Joe Manchin nói là mình đảm bảo. Nó rất là có cửa luôn á. Nó sáng cửa luôn á. Mặc dù nó rất là tào lao. Nó tào lao trước tiên là gì? Để mà hiện giờ để một người đi làm mà đóng cơm mới mức thế đó đó là dĩ nhiên là mọi người chỉ cần đi làm cái hai triệu đồng giờ là mọi người đắp mất thế đó rồi. Nhưng mà nếu như mà mọi người có, có gia đình con cái, đồ này kia, mọi người có thể khấu trừ đồ này kia hay có nhà thì có thể trừ mortgage interest hay là có doanh nghiệp gì đó hay mọi người chi tiêu có cái để uh, gì nào self-employed tự làm tự ăn rồi uh, hoặc là mọi người uh, <laughs> mua bán gì đó mọi người có thể khấu trừ hay thậm chí mọi người có cái kênh youtube giống như mình mọi người cũng có thể khấu trừ đồ nghề liên quan tới làm youtube nữa nhưng mà cái đó là cái chuyện của những người có thể khấu trừ còn những những trường hợp như mình nói hồi nãy nè không có gì để khấu trừ hết ví dụ đi làm mà chỉ có đi nhận được cái đáp youtube và về cuối năm thay thế trừ cái standard deduction ra mà vẫn còn thu nhập khá 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 ở đây có nghĩa là thu nhập cả ba bốn chục ngàn đó mức thu nhập này là mức thu nhập kha khá rồi đó nghe mọi người trên thế giới luôn chứ không phải riêng nước mỹ nữa có nhiều người không hiểu lầm ở đây nè ba bốn chục ngàn đô năm là kha khá, khá dữ lắm rồi đó chứ không phải là tại đâu nha thì những cái người đó đó là họ sẽ bị đóng thế cỡ 15 phần trăm hả giờ theo cái đề xuất của ông Joe Manchin đó, thì hầu như chắc cũng không có lấy lại gì đâu Thay vì hồi đó tới giờ thì lấy lại được khai thế xong, lấy lại được chút ít thì trong cái tình huống đề xuất mới này đó là cũng chắc cũng không lấy lại được gì đâu. Nhưng mà dĩ nhiên, <laughs> trong mấy cái đề xuất mía lao, tàu lao mía lao mà đề xuất đến thế là, là mình thấy cái đề xuất Control Mansion là nó có cửa nhất. Nó có cửa đơn giản nằm ở một điều thôi. Đó là tại vì tiếng nói Control Mansion bây giờ là mạnh nhất. Tiếng nói của ông là coi như là có sức ảnh hưởng nhất luôn á. Mặc dù nó rất là tào lao, hả? mình nói nó tào lao nhưng mà tại vì... Bên đảng chủ với chính quyền của Biden cần sự ủng hộ của ông Joe Manchin đó Anh ra là ông nói gì ra bên kia nó cũng nghe theo hết đó Nó không nghe liền, cũng từ từ nó cũng phải nghe ha giờ <laughs> cái mặt khác nữa là gì? Lại có thêm một cái lý do nữa để mà chính quyền Biden với đảng chủ không nghe nó theo nữa Là gì? Mọi người nghĩ xem sắp chi tiêu mấy ngàn tỷ đô mà đóng thế nhà giàu cũng không được đóng thế doanh nghiệp cũng không được thì chỉ còn cái nước là đóng thế tầng lớp người lao động thôi chứ đóng đóng thế ai nữa bây giờ à, mà đóng thấy cái mức thế hiện giờ á thì người dân mỹ uh, trước đây là không có đóng nhiều hoặc là đóng nhiều đi nữa thì cuối năm khai thế lấy lại nhiều anh ra nó cũng không có còn bao nhiêu để cho chính phủ mỹ người ta chi uh, extra thêm cái khoảng mấy ngàn tỷ đó đó buộc lòng phải binh một cái đường khác bằng thế Thôi video đó giờ xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.